À, đánh vậy rồi. Đánh quá, có chuẩn không các bạn? Từng này là chuẩn không các bạn? Từ sáng hai bố con đi đâu này, đi đâu mà quái một chút này, đi đâu đám cưới à, quái gì mà đi hở chân đi kia. Toàn là chào mọi người nhá, mình hôm nay lại làm cái món gọi là tiết canh lòng lợn này. Đấy, mình mua hôm nay qua không có ai dịch trước này nên chỉ ở nhà mua về nhà ăn, mua từng này thôi các bạn này. Đấy, ở đây thì canh đây là sụn này, cái này hôm nay mình đánh, cái này mình sẽ cho vào mình hấp nhé các bạn nhé. Hôm nay mình đánh vào một tô này thôi này, xong mình cho vào trong xo, mình gọi là hấp, gọi là đun chín lên đấy, ăn tức canh chín đấy, theo yêu cầu các bạn ấy, ăn sống nhiều thì mình phải chuyển sang ăn chín. Đấy, bây giờ mình triển khai mình làm cho các bạn nhé. Mình đánh vào một tô, mình sẽ đánh bao từ này các bạn nhé, làm mỗi sụn thôi, ngăn ngăn này. Chứ phổi mình không băm nữa, đánh một tô là mình đấy sáng đến chỉ cần như vậy thôi các bạn ạ. Làm một tô thì canh nửa cân nòng thế thôi, đơn giản mua về nhà ăn. Này mình sẽ cho vào mình đánh, mình hấp các bạn, hấp chín. Nếu mà mình đánh, nếu mà đánh sống thì mình sẽ cho cái bổi này mình trần qua nước nóng các bạn, trần nước nóng nước sôi đi cho nó ăn nó chuẩn. Đấy, nhưng mà mình cho vào mình luộc ấy, mình hấp thì mình sẽ không cần các bạn, cứ thế là cho vào là đánh thôi. Thì xong mình cho vào xong mình đun lên thì nó cũng là coi như đun chín rồi, không sợ sống nữa các bạn. Đây mình đánh vào một nước một tiết các bạn nhé, một đây còn đánh cái này, đánh vào hai môi các bạn nhé, một tô nhá, mình đánh hai môi, một hai, đánh vậy rồi. Có chuẩn không các bạn? Từ này là chuẩn đó các bạn. Xong mình cho vào mình hấp này, thế thôi, đánh thì gọi là bát này thôi. Ăn là thế, là vừa tầm. Vậy các bạn. Đấy, lòng lợn Lê Toàn mình cho mình vào luộc lại các bạn nhé. Luộc lại ăn cho nó chuẩn. Đấy, mùa quán về thì mình vẫn phải luộc lại các bạn, ăn cho nóng chuẩn. Đấy, tiết đấy. Nóng hổi luôn các bạn. Nóng có khó nghi ngút luôn. Đấy, bây giờ mình thái này vào là xong là chiến đấu rồi các bạn. Chờ gọi tiết canh nó chín là ăn không? Nóng ngon thế. Dạo này quán xá người ta cũng không mở đâu các bạn ạ. Chỉ có mua về thôi. Mua về mình làm lần đấy thôi. Đấy. Thì quán xá người ta cũng không mở cửa. Dịch giết này người ta cũng không được phép mở. Phải cách ly. Người ta bán là chỉ có bán ra chợ bán, mình có mua thì mua về mình làm mình ăn lấy thế thôi. Chứ không ngồi được ở quán đâu các bạn. Đấy, rất ngon, lòng rất ngon đó các bạn. Đây Toàn mời mọi người nhá.
mình sáng đến mình chỉ ăn thế thôi các bạn ạ. Là một tô tiết canh hấp và đĩa lòng, chén rượu thế thôi. Mời mọi người này. À, làm gói mì tôm nữa, ấm, đơn giản. Cô Hoa vào đây ăn ăn lòng này. Ăn tiết canh hấp không? Anh hấp này. Ăn tầm này cho nó ngon. Mời mọi người nha. Ngon các bạn. Người hấp ăn ngon lắm. Ngon tuyệt vời luôn. Đấy, tiết canh nó làm gói mì tôm này các bạn này. Làm gói mì tôm này nó là ấm này. Đấy, sáng ăn đơn giản các bạn. Mình có phải cho nó chín hẳn như cái mì tôm mình ăn cũng ngon. Đúng rồi các bạn ạ. Ăn như thế. Mời mọi người nha. Điện nó hơi tối rồi. Ngon lắm này, mời mọi người này. Ngon quá. Ăn thơm các bạn. Cha trà khôn. Mời mọi người này. Tuyệt vời luôn các bạn. Ông tiết canh hấp ngon lắm. Cái hấp mà dễ ăn lắm các bạn ạ. Dịch trước này mình phải đảm bảo cho bản thân mình các bạn. Quán xá mình không đi, chỉ ngồi nhà thôi. Ăn uống cái gì mình ngồi mang về nhà ăn. Đấy, chuẩn nhất. Làm cái món nhà tự chế biến ăn ngon.
mì mì tôm ngon lắm các bạn. Ngon. Ăn mà tiệm bên trong bữa ăn mì này ăn no đến tối. Quyền chảnh. Chảnh quyền của ta. Còn cháo nữa. Tối thường là ăn mà 2 bữa. 2 ngày. À 2 bữa. Tôm mà cho tí chanh các bạn ạ. Ngon. Cái này mình ăn cho tí rau thơm vào ngon lắm. Rau muống để đáy ra. Ra mùi à? Ăn nó chuột. Thơm. Dễ ăn các bạn. Vẫn khoái cái tiết canh hơn. Canh hấp này vẫn khoái hơn các bạn này. Ăn nó ngon. Ngon lắm các bạn. Đây đoạn nào mà cái bón tiết canh hấp các bạn ạ. Đấy, video mình quay có thời lượng, mình hôm nay mình chia sẻ đến đây thôi. Mình sẽ hẹn là mọi người sang video tiếp theo. Nhớ đăng ký ủng hộ cho kênh Như Toàn mình ra được những video tốt nhất. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Mình tạm dừng video này nhé các bạn nhé.